thì chườm đá thì em không được chườm thường xuyên lắm, nhưng mà cách đây khoảng một tháng thì em chườm thường xuyên. Ngày xưa thì em cứ cách một ngày em chườm một ngày, nhưng mà bây giờ thì em chườm thường xuyên. Thì đi ra gặp mọi người thì nói sao ai cũng bảo là dạo này da dẻ, ngày xưa thì em hay nổi cái mụn đỏ 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 bị dị ứng, thì bây giờ mặt thì hết nổi mụn, mà mọi người bảo là trẻ ra rồi, ngủ ngon rồi. Khi mà bị đau vai gáy thì em chườm thì đỡ rất là nhiều. Em cảm ơn Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.